chỉ huy của nhóm trinh sát đường không chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine Robert Brody cho biết, lực lượng vũ trang Nga dường như đã tìm ra cách ngăn chặn hoạt động của hệ thống Internet vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk cấp cho Ukraine. Starlink được chuyển tới Ukraine nhằm mục tiêu thiết lập truy cập Internet ở những vùng xa xôi và khó tiếp cận, nhưng Kiev đã sử dụng Starlink với mục đích quân sự. Tiền tuyến không có Starlink sẽ khó khăn hơn nhiều, tiền tuyến không có tiêm kích F-16. Mọi hoạt động tác chiến sẽ trở nên mù mờ và đình trệ nếu thiếu Starlink, ông nói. Theo ông Brody, quân đội Nga đang thử nghiệm và dường như đang chuẩn bị sản xuất ra các hệ thống có thể chặn tín hiệu của Starlink. Nếu kịch bản này xảy ra, nó có thể tác động mạnh tới khả năng tác chiến của Ukraine trên tiền tuyến. Trong khi đó, trả lời New York Times, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov thừa nhận Starlink đã trở thành huyết mạch của cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Fedorov, Ukraine đang lo ngại rằng họ bị phụ thuộc quá mức vào Starlink, dẫn tới các quyết định từ phía SpaceX hay ông Musk có thể tác động tới cách mà quân đội Ukraine liên lạc trên tiền tuyến. Ví dụ, nguồn tin nói với New York Times rằng vào tháng 9 năm 2022, SpaceX đã chặn tín hiệu Starlink ở khu vực bán đảo Crimea vì lo ngại chiến sự có thể leo thang. Ông Musk cũng từng yêu cầu Lầu Năm Góc phải trả chi phí sử dụng Starlink của Ukraine vì SpaceX không còn đủ năng lực để duy trì. Hồi tháng 2, giám đốc vận hành SpaceX Quinn Sotwell cho biết công ty này đã thực hiện các động thái để ngăn chặn quân đội Ukraine sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink để điều khiển máy bay không người lái tại các khu vực mà Kiev đang giao tranh với Nga. Theo bà Sotwell, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX đã giúp quân đội Ukraine đảm bảo kết nối trên chiến trường để đối phó với quân đội Nga. SpaceX không muốn vũ khí hóa dịch vụ này, nhưng Ukraine đã tận dụng Starlink theo cách không cố ý và không nằm trong bất cứ thỏa thuận nào. Sau đó, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak kêu gọi SpaceX cần chọn một bên để ủng hộ trong cuộc chiến giữa Moscow và Kiev. Kể từ khi chiến sự bùng phát, Ukraine đã nhận khoảng hàng chục nghìn anten Starlink từ SpaceX. Starlink đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine khi quân đội Nga phá hủy hệ thống liên lạc của đối thủ. Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh. Trong khi đó, dân thường Ukraine dùng Starlink để giữ liên lạc với thân nhân ở trong và ngoài nước. Trong tác chiến hiện đại với các đối thủ mạnh hơn, việc có một mạng lưới vệ tinh thông tin liên lạc mạnh mẽ được xem là vũ khí, chiến lược. Ngoài ra, Reuters cho biết Ukraine không chỉ sử dụng Starlink để liên lạc mà còn để điều khiển các UAV. Các UAV này có nhiệm vụ phát hiện vị trí của quân đội Nga, tập kích theo kiểu cảm từ hoặc thả bom cỡ nhỏ. Trong khi đó, Nga tin rằng Starlink là một mục tiêu hợp pháp, lập luận rằng Mỹ và các đồng minh của họ đã và đang sử dụng các yếu tố của cơ sở hạ tầng không gian dân sự, bao gồm cả thương mại, cho mục đích quân sự. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.